Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đại Việt Sử Ký. Thưa quý vị, Madame Nhu hay Cô Long là những cái tên lừng lẫy một thời trong giai đoạn thứ nhất của chiến tranh Việt Nam. Tất cả đều được dùng để nói về Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu, em trai của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đương thời Ngô Đình Diệm. Trần Lệ Xuân được nhắc đến với nhiều pha cắm sừng chồng, những cuộc mây mưa không điểm dừng với các người tình. Thành tích ngoại tình của bà Trần Lệ Xuân cũng khiến nhiều người phải choáng váng. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi video sau. Cũng như bao gia đình quyền quý khác, Trần Lệ Xuân được sống trong nhung lụa, đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên sau này, chính người đàn bà đa tình này thú nhận rằng chưa biết đến hạnh phúc là gì. Lúc mang thai Lệ Xuân, bà thân Thị Nam Chân, cháu ngoại vua Đồng Khánh, em họ vua Bảo Đại đã có một cô con gái và bà mong muốn đứa trẻ kế tiếp sẽ là trai. Vì vậy, Lệ Xuân ra đời đã phải đón nhận sự thất vọng và chán ghét của mẹ. Lệ Xuân lớn lên trong bầu không khí nặng nề, thiếu vắng tình mẫu tử. Hai mẹ con luôn xung khắc và thường xảy ra cãi vã. Ngay từ lúc nhỏ, Lệ Xuân đã có ý định thoát khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Cuộc phiêu lưu tình ái đầu tiên. Năm 1935, lúc ấy cô bé Trần Lệ Xuân mới 11 tuổi. Trong một lần tình cờ bắt gặp bà thân Thị Nam Chân, mẹ của Lệ Xuân, ngoại tình với ông Lê Bâu. Một luật sư người Pháp ngay tại phòng ngủ của bố mình là luật sư Trần Văn Trương. Bà càng căm ghét mẹ. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai mẹ con bị rạn nứt mà không sao hàn gắn được. Sau đó, ông Trần Văn Trương phải chuyển văn phòng luật từ Sài Gòn ra Hà Nội vì thất cử trước Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Lý Tài Đông Dương. Nguyên nhân của sự ra đi này chính là do cuộc phiêu lưu tình ái của bà Nam Chân đã tạo cơ hội tốt cho đối phương tranh cử đem ra xuyên tạc. Họ chế giễu người chồng bị cắm sừng và theo dệt tạo nên dư luận để bôi nhọ uy tín của ông luật sư. Sống bên cạnh người mẹ đa tình và người chị có lối sống phóng túng, Lệ Xuân ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính vì thế, trước khi biết yêu, Lệ Xuân đã biết nhiều về kiến thức tình dục qua những quyển sách dạy vỡ lòng ân ái của Pháp. Đây là những thứ mà Lệ Xuân luôn đọc mỗi đêm trước khi ngủ. Cũng như người chị Trần Lệ Chi, Lệ Xuân được học tiếng Pháp, học đàn dương cầm, học múa với nữ giáo sư Barmettier theo mốt thời thượng của một tiểu thư con nhà quý phái lúc ấy ở Hà Nội. Ngày ấy, những người đàn ông trí thức nhưng háo sắc đeo bám bà Nam Chân nhiều không đếm được. Họ chẳng bận tâm đến Lệ Xuân, một cô gái mới lớn. Chính vì thế, Lệ Xuân đâm ra ghen ghét và bực tức với mẹ. Vì Lệ Xuân cũng muốn được nhiều người đàn ông si mê, nhất là họa sĩ Lê Phổ. Với cái nhìn từng trải của người đàn ông sau đôi kính trắng, họa sĩ Lê Phổ dường như đọc thấu những ý nghĩ thầm kín của cô gái trẻ. Cái ý nghĩ mà bộc lộ từ đầu mày cuối mắt qua các cử chỉ, thái độ hơi khác thường của cô nàng mới lớn. Chính vì thế, sau khi họa xong bức chân dung của bà Nam Chân, Lê Phổ đề nghị vẽ tặng Lệ Xuân một bức. Những lời tán dương về vẻ đẹp của chàng họa sĩ từng trải như vuốt ve lòng tự ái, thích phô bày của Lệ Xuân. Nghĩ đến mối tình vụng trộm của mẹ với họa sĩ Lê Phổ, tự nhiên Lệ Xuân có ý muốn chiếm người tình của mẹ. Qua các buổi ngồi làm mẫu, dần dần Trần Lệ Xuân có cảm tình với anh chàng họa sĩ có đôi tay tài hoa và cái miệng giỏi tán tỉnh phụ nữ. Một thời gian sau, giữa hai người đã phát sinh tình cảm bất chấp sự chênh lệch tuổi tác đôi bên. Rồi cuối cùng, cô gái trẻ đã đạt được mục đích là chiếm được nhân tình của mẹ. Cuộc phiêu lưu tình ái diễn ra trong suốt thời gian họa sĩ vẽ tranh. Lệ Xuân không yêu Lê Phổ, nhưng người bạn tình từng trải đã để lại cho cô nàng một cảm giác say sưa cuồng nhiệt. Sự cuồng nhiệt ấy nàng không thể nào tìm thấy ở người chồng mà nàng kết hôn sau đó một tháng. Người đàn ông đó là Ngô Đình Nhu, cố vấn tổng thống của chế độ Ngô Đình Diệm tương lai. Kể từ đó, sự xung khắc giữa Lệ Xuân và bà Nam Chân xảy ra như cơm bữa. Qua những lời bóng gió, cô đã nhận ra mẹ biết được mối quan hệ giữa mình và họa sĩ Lê Phổ. Khi thấy mẹ ghen tuông, Lệ Xuân đã bướng bỉnh đối đầu, trở thành đối thủ của mẹ. Trong khi bà Nam Chân tự tin ở sự quyến rũ, sắc đẹp chín muồi của người đàn bà từng trải, thì Lệ Xuân cậy vào tuổi trẻ và nhan sắc đăng xuân của mình. Một buổi trưa, bà Nam Chân không thấy con gái ở nhà, bèn tự tay lái xe hơi đến thẳng xưởng vẽ của họa sĩ Lê Phổ. Bà đậu xe ở phía ngoài, lặng lẽ dùng chìa khóa riêng mở cửa và bắt gặp Lệ Xuân đang nằm trên giường với người họa sĩ đa tình. Bà Nam Chân giận dữ, lao đến tát mạnh hai cái vào mặt Lê Phổ và thốt ra mấy lời đe dọa. Tôi sẽ đưa anh ra tòa án về tội dụ dỗ con gái vị thành niên.
chinh phục Ngô Đình Nhu chỉ sau một lần gặp. Ít ai ngờ được chồng của cô gái đa tình Trần Lệ Xuân lại là Ngô Đình Nhu, cậu ấm, con cụ Thượng Sứ Huế. Khác với những người khác, cậu ấm Nhu suốt ngày chỉ biết vùi đầu trong sách và chưa từng biết mùi vị đàn bà là gì. Trong buổi khiêu vũ do bà Nam Chân tổ chức vào tháng 6, Ngô Đình Nhu đã gặp cô nàng Trần Lệ Xuân. Chính cái lần gặp gỡ ấy, Nhu đã bị hấp hồn bởi cái nhìn tình tứ khiêu khích của Lệ Xuân. Bị tiếng sét ái tình đánh trúng, từ hôm đó Nhu luôn có mặt trong những buổi chiêu đãi dùm beng trong ngôi biệt thự sang trọng trên đại lộ Cariel. Không đầy nửa tháng sau, gia đình Nhu mang đồ sính lễ từ Huế ra Hà Nội xin dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ Trần cho cậu ấm thứ tư nhà họ Ngô. Hôn lễ giữa Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu cử hành nửa tháng sau ngày dạm hỏi tại nhà thờ lớn Hà Nội. Trong khi đời sống tình dục của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn lửa, thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực, không mang đến chuyện chăn gối. Cũng vì vậy mà biết bao bi kịch đã xảy ra với cả hai người. Sau khi lấy Nhu, Trần Lệ Xuân vẫn gian díu với nhiều người thuộc giai tầng thượng lưu như tướng tá trong quân đội, văn nghệ sĩ, cố vấn Mỹ. Trong số đó, cô nàng đa tình này có tình cảm đặc biệt và lén lút tư tình với tướng Trần Văn Đôn. Chuyện tình lén lút giữa bà Trần Lệ Xuân và tướng Trần Văn Đôn đã xảy ra một chuyện cười ra nước mắt mà sau này người ta nhắc đến như một sự trêu chẽn không tưởng của cặp đôi này. Mặc dù cả hai rất kín kẽ, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện Lệ Xuân ngoại tình rốt cuộc cũng đến tai Nhu. Ông chồng tội nghiệp liên tục bị cắm sừng. Nhu giận đỏ mặt, lập tức thuyên chuyển Trần Văn Đôn ra Huế. Ông cố vấn tổng thống muốn nhờ tay ông em cố vấn miền Trung Ngô Đình Cần giám sát và ngăn chặn ông tướng Võ Biền tiếp tục ân ái vụ trộm với vợ mình. Trần Lệ Xuân thầm hiểu, chồng muốn đưa nhân tình vào vòng phong tỏa của Ngô Đình Cần, người mà từ lâu đã có ác cảm với mình. Không thể làm gì khác, bà cố vấn tổng thống uất hận cam chịu kế ly gián của chồng. Tuy nhiên, nàng vẫn hẹn gặp tình nhân một lần trước lúc chia tay. Lưu luyến người tình, Trần Văn Đôn lập tức đồng ý. Trước đó, Lệ Xuân đã kịp trang trí lại gian phòng ngủ của biệt điện Cựu Hoàng Bảo Đại ở Đà Lạt. Xuân đến Đà Lạt trước bằng máy bay, rồi tướng Đôn sẽ đến chỗ hẹn bằng ô tô riêng ngày hôm sau. Đúng 10 giờ đêm, Đôn ngồi trên xe vượt cửa biệt điện, rồi chạy vòng quanh trên con đường dài sỏi và dừng lại trước thềm. Lệ Xuân từ trong chạy ra, tay bắt, mặt mừng, rồi cả hai cùng dìu nhau vào bên trong. Đang lúc cả hai cuốn vào nhau như cặp rắn hổ mang, thì bên ngoài một chiếc xe hơi gắn bảng đỏ hay sao lao nhanh qua cửa biệt điện. Chiếc xe hung dữ hút tung cả barrier cổng chắn. Người lính gác cổng không kịp trở tay thì chiếc ô tô đã phóng đến tận thềm. Một thiếu phụ ăn vận sang trọng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Tay người này xách một chiếc ví lớn đi thẳng vào bên trong. Mấy phút sau, người lính gác cổng bỗng nghe tiếng súng nổ chát chúa. Thấy người thiếu phụ khi nãy tay cầm súng lục hớt hải chạy ra, cô ta thúc giục tài xế cho xe lao đi. Người lính gác vội chạy vào bên trong. Đến cửa phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bà cố vấn tổng thống gần như lõa lồ, một tay ôm vai bê bết máu. Trong khi đó, tướng Đôn thì mặt mày tái mét, đầu tóc rối bù, đang gọi bác sĩ. Vừa lúc thấy lính gác, Trần Văn Đôn căn dặn, mày có nghe thấy cũng không được nói lại với ai. Bất cứ ai hỏi cũng phải trả lời là không biết gì hết, phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là mệnh lệnh. Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng vừa đến, Trần Lệ Xuân vừa đau đớn vì vết thương, vừa tức giận vì bị phá ngang của Hoan Lạc. Sau này, để giải thích cho vết thương trên tay của người tình, trước mặt các bác sĩ quân y, Trần Văn Đôn nói rằng bà cố vấn cưỡi ngựa tập bắn súng bị tai nạn. Bác sĩ khám rất kỹ rồi kết luận vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do đạn bị kẹt ở xương vai, phải mổ lấy ra, cần có một nhà giải phẫu giỏi chuyên môn để tránh để lại sẹo cho phu nhân Lệ Xuân. Tai nạn bất ngờ của Trần Lệ Xuân được thông báo ngay về văn phòng cố vấn chính trị phủ tổng thống. Nhu ngỡ vợ mình bị rủi ro trong lúc tập bắn, vì từ ngày phát động phong trào phụ nữ bán quân sự, Lệ Xuân thường xuyên tập bắn súng, cưỡi ngựa cùng cô con gái đầu lòng, Ngô Đình Lệ Thủy. Nhu lập tức ra lệnh đưa ngay một máy bay đặc biệt lên Đà Lạt, chở vợ bay thẳng sang Manila, đến một bệnh viện hiện đại của Mỹ để cứu chữa. Ngày hôm Xuân đáp máy bay đi Manila, thì Nhu được thuộc hạ mật báo đầy đủ về chuyện Trần Lệ Xuân bị vợ của tướng Đôn bắn vì ghen. Nhu choáng váng như bị cái tát đau điếng. Một người có đầy mưu mô, trăm phương ngàn kế như Nhu, không hề nao núng trước mọi khó khăn thử thách trên chính trường, nhưng đành phải bó tay bất lực
với người vợ liên tục ngoại tình hết lần này sang lần khác. Trong khi đời sống tình dục của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa, thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực. Chính vì chuyện này mà Nhu vùi đầu vào công việc, chìm đau khổ và nỗi nhục vào khói thuốc phiện. Trong lúc Nhu cố tình giả điếc, không có phản ứng gì sau vụ Lệ Xuân bị đánh ghen ở Đà Lạt, thì người em lãnh chúa miền Trung từ Huế tức tốc bay vào Sài Gòn. Đình Cẩn sẵn có ác cảm với chị dâu, bèn đem chuyện này nói lại cùng người anh cố vấn. Mặc dù anh em họ Ngô cố giấu kín chuyện xấu xa của Trần Lệ Xuân, nhưng không hiểu sao, chuyện đó cũng lan ra khắp thiên hạ. Và bỗng chốc trở thành chủ đề đàm tiếu của các sĩ quan, tướng lãnh và các mệnh phụ phu nhân những lúc nhàn rỗi. Có người bảo đầu của Ngô Đình Nhu không còn chỗ để cho vợ cắm sừng. Sau lần đó, Lệ Xuân tiếp tục bị đồn thổi là có gian díu tình cảm với nhiều người khác nữa. Và những câu chuyện tình ái của bà cũng khiến dư luận bàn tán và đưa ra rất nhiều luồng ý kiến, quan điểm trái chiều. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký và tích chuông kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!